em gái tôi sốt rồi nè. Trời ơi, vậy chịu sao nổi. Sáng giờ em chưa ăn, nhìn trong bụng quá. Mấy gói mì với mấy cái trứng nè, em ăn không? Dạ ăn. Ủa anh hai ăn gì chưa? Chưa, sáng giờ chưa ăn gì hết á. Ủa chị hai đâu anh hai? Chị hai em đi rồi. Vậy em đưa mì đây em qua, nhà em nóng cho anh hai ăn luôn nha. Ok. Dạ. Nè, mấy mì nè. Em qua nhà nấu rồi, chúc anh hai qua ăn với em nha. Dạ, ok em, dạ. Đi đi. Chị hai lấy nhau em có chút xíu à, trời vợ nó lớn quá trời lớn. Ủa anh ăn đi, em nhìn em gì hoài vậy? Không phải nhìn em coi thằng nhỏ tới lớn bây giờ nó có khác nhau gì không, bây giờ nhìn thấy cũng thay đổi nhiều quá ha. Anh ghẹo hoài à. Nói thiệt mà, đâu ghẹo em đâu. Thôi ăn đi em. Nó ngon quá trời ngon luôn á. Anh ăn đi. Anh ăn mà nghe hử mà thơm luôn á. Ủa, anh sao anh không ăn đi, em nhìn em hoài vậy? Không, anh đang nhìn em. Đẹp thiệt. Anh quá à, anh cứ đẹp hoài à. Trời ghê đó, nói thiệt mà. Sao giờ này em chưa lấy chồng nữa? Thôi lấy chồng chơi, em nói trời vậy cho trai thịt chơi cơ không. Trời ơi, em cứ vậy quá. Đi anh. Em ăn đi. Dạ. Em nhức đầu quá, em mới có chịu ngồi bên này ơi. Ủa em. Em ra đây đi. Ra đây nè, để anh coi 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 có gì nghiêm trọng lắm không? Hay nhanh lên. Trời đúng rồi, nhìn mà thấy khó chịu rồi, nóng quá mà. Sốt rồi. Ai cũng đưa gì nên không nghỉ nha. Thôi được rồi, thôi để đưa em ra. Em gái tôi sốt rồi nè. Trời ơi, vậy chịu sao nổi. Nhức đầu quá anh ơi. Giờ 6 giờ. Không được, nhức đầu quá, rồi uống thuốc chứ không có gió được. Giờ sao? Giờ nhức đầu, cảm giác người khó chịu quá à. Khó chịu hả? Dạ. Vậy làm sao ta? À, ta có cách rồi. Đợi chút xíu nha. Dạ. Anh đây sẽ làm cho hết đầu. Ủa thầy, thầy đi đâu mà lâu quá nhở? Trời ơi, anh đi nãy giờ anh kiếm thuốc cho em nè. Anh có cái này nè, cho em nè, uống vô sẽ hết đầu luôn á. Sốt quá. Đi em. Em ơi, anh thấy trên đây nó hầm quá. Thôi, mình đi xuống dưới mình cho nó mát nha. Đi, anh dìu em đi.